Chào quý bà con, cô chú, anh chị đến với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Và thưa quý bà con, cô chú, anh chị, bình chỉ điện thì hiện đang được bán rất là nhiều loại trên thị trường. Và để lựa chọn một sản phẩm bình chỉ điện hàng chính hãng, mời quý bà con, cô bác, anh chị đến với Thế Giới Máy của chúng tôi. Và sản phẩm hôm nay Đình Vân sẽ giới thiệu đến quý bà con, cô chú, anh chị sản phẩm bình chỉ điện Mitsubishi 12 lít với một sản phẩm hàng chính hãng, phải có thời gian, địa điểm bảo hành rõ ràng, chính xác. Và hôm nay quý bà con yên tâm để đến với Thế Giới Máy để lựa chọn một sản phẩm. Bây giờ Đình Vân sẽ tiến hành lắp phụ kiện và test máy cho quý bà con cùng xem. Phụ kiện đi kèm theo bình gồm có một lọc rác, một bộ béc xịt, một cục sạc cho bình ắc quy, một bộ dây đeo rất chắc chắn. Máy sử dụng bình ắc quy 12V 8A, có đồng hồ hiển thị điện năng của bình nằm ở phía trước. Bên hông là công tắc tắt mở, van điều chỉnh áp lực phun và núm sạc cho bình ắc quy. Bình có dung tích 12 lít. Tay cầm khóa van bi rất chắc chắn, cần rút inox có thể kéo dài tới 1m2. Và bây giờ Đình Vân sẽ tiến hành ráp béc và test cho quý bà con cùng xem. Bây giờ mình test cần béc đôi. Với béc đôi thì lực phun rất là đều, ra xương rất là mịn và tiết diện rộng, rất phù hợp để quý bà con xịt thuốc xử sâu. Và bình có dung tích 12 lít rất phù hợp cho các cô chú lớn tuổi cũng như mấy chị em phụ nữ sử dụng dễ dàng. Và đây là béc đơn phù hợp cho chúng ta phun thuốc trong tiết diện có không gian hẹp. Và đây là béc mỏ vịt rất dễ dàng để chúng ta sử dụng. Và đây là béc hoa sen phù hợp cho chúng ta tưới rau ở trong vườn. Và cuối cùng là béc hòa tiền bằng đồng, bà con có thể sử dụng để rửa xe máy ở tại gia đình để dễ dàng sở hữu một sản phẩm bình xịt điện hàng chính hãng. Quý bà con có thể đến tại cửa hàng Thế Giới Máy của chúng tôi hoặc liên hệ tới số điện thoại nằm ở dưới góc video của màn hình để được kỹ thuật viên của Thế Giới Máy chúng tôi tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở video tiếp theo.